Em lại chào bác nhá. Hôm nay em lên video trả lời các bác cái câu hỏi là tại sao một cây lan của tôi nó không thể to được. Thì thường những cái câu hỏi này nó thường thường là nó hay rơi vào những cái bác mà chơi lan gọi là có một cái chút ban công nhỏ để chơi, nên là cây lan của các bác không thể to được. Thì cái câu hỏi này thì em trả lời các bác là cũng khá là nhiều rồi. Thì những bác mới chơi thì chưa biết để có hỏi lại thì hôm nay em sẽ trả lời nhé. Và tiện đây mà bác nào muốn sau này cây lan của mình nó to ngón tay cái này, nó đạt cái thân thủ to thì có thể tham khảo để mình làm ngay từ bây giờ. Tại từ bắt đầu từ bây giờ ấy, là cây lan của bác muốn to là bây giờ là mình phải triển khai rồi. Thì để mà cây lan của các bác mà chăm sóc được to khỏe, không phải là các bác gọi là cứ đi nghe những cái chỗ người ta bán phân thuốc, người ta chia sẻ là cứ bón những cái phân này phân kia thì cây của các bác mới to khỏe, thì cái đấy không phải nhá. Em dám khẳng định lại một câu chắc lịch 100% các bác có bón phân rời phân biệt mà không được cả hai cái yếu tố như em nhắc sau đây thì không bao giờ cây của các bác to. Mà bón càng nhiều phân kiểu vậy thì cây của các bác lại càng ngày càng giật dẹo và càng bé đi. Đấy, thì cái nguyên nhân và cái mà muốn cho cây lan của các bác to thì các bác phải lưu ý đến cái việc đó là môi trường. Môi trường tức là cái nơi mà các bác chăm sóc cây lan ấy. Nếu như mà mọi người muốn được cây lan to thì mọi người phải chăm cây lan ở những cái nơi mà nó có nhiều nắng gió, càng nhiều nắng càng tốt. Ví dụ như là cái khoảng không mà các bác chơi mà nắng nó bắt đầu từ sáng cho đến 6 giờ tối thì cái cây lan của các bác cuối năm thì nó lại càng to. Nhưng mà phải đạt được cái yếu tố đó là độ ẩm. Độ ẩm ở trong cái khu vực mà các bác chơi lan, hoặc là mình có thể tự tạo cái độ ẩm ở trong cái chậu lan. Thì thường các bác mới chơi là nghe người ta nói rất là nhiều về việc là tưới nước nhiều cho cây lan thì cây lan nó sẽ bị thối, bị hỏng, bị thế lọ cái kia đấy. Đấy, bây giờ hiện tại nhiều bác đến nhà em vẫn còn bảo ôi rồi sao nó này, lúc nào nó cũng ẩm nhẹ này mà tưới nước nhiều này, mà lúc mà em đang tưới nước thì mọi người, một số bác đến chơi ui tưới nhiều thế này thế lọ thế kia. Thực ra là em cũng chỉ cười thôi chứ mình cũng không muốn giải thích nhiều, tại vì là người ta phải trải qua một quãng thời gian rất là dài rồi thì lúc đấy mới nhận được, biết được ra. Thực ra là người ta đánh giá mình bằng những cái ngôn từ, bằng những cái câu nói là ối giời thế lọ thế kia, nhưng mà ông phải nhìn lại là người ta chơi lan bao nhiêu năm nay rồi, người ta tưới như vậy thì nó cũng phải có nguyên do. Thì cái đầu tiên nó là đầu mình phải động não một chút, tại sao cái giá thể người ta trồng nó cây nó đủ ẩm như vậy thì cũng phải có nguyên do. Tự nhiên người ta chơi lan thì bao nhiêu năm thì không bằng các ông chơi được vài tháng hoặc là một năm mà. Đấy, thế chốt lại một câu, nếu như các bác mà muốn cho cây lan to khỏe mập thì đảm bảo việc cây lan phải được ăn nắng rất là nhiều. Đấy, em cứ nói rất là nhiều thôi, nhưng mà bình thường ấy mọi người được nắng đến tầm 2 giờ chiều cũng được rồi, nếu như được tầm đến 5-6 giờ chiều ấy thì càng tốt, chứ còn được đến 1-2-3 giờ chiều là cũng đảm bảo ổn rồi. Những cây mà các bác mà chăm ấy mà không có nắng ấy thì bây giờ mọi người sẽ để ý cái lá cây nó sẽ rất là dài và rớt lá, tức là lá nó cứ rủ, nó không được dày, không được cứng, và cái đốt cây nó sẽ rất là dài, cái đốt cây nó không thể nào là nó ngắn nó rụt rịt thì mọi người sẽ cảm nhận thấy ngay là cái cây của mình nó rớt. Thì mọi người sẽ phải là ngâm cứu cái chỗ mình chơi lan làm sao mà để cho cái giàn lan của mình, cái chỗ mình chơi của mình nó được nhiều nắng nhất có thể,
thì mọi người sẽ có kết quả tốt trong cái việc cuối năm này thôi. Còn phân bón nó chỉ hỗ trợ một phần nào thôi. Còn đâu là phong lan, nó phải đủ nước và đủ gió. Thứ nhất là chỗ treo cây lan phải rất là nhiều nắng và đủ gió, gió phải thoáng. Cái dàn lan, cái chỗ mình chơi lan nó phải thật là thoáng thì mọi người mới đạt được cái kết quả của mình. Còn khi mà các bác đã tưới nước thì mọi người lưu ý là phải tưới thật là đậm cái chậu lan. Bình thường các bác xem người ta tưới những cái cây ấy, thì mọi người sẽ thấy người ta tưới òa phát xong người ta thôi. Đấy là người ta tưới cây thì nó là được như vậy. Tại vì cái cây người ta trồng ở trong cái chậu đấy là đất. Cái giá thể người ta trồng những cái cây đấy nó là đất. Khi mà đất nó ngấm xuống đây thì nó giữ được cái độ ẩm lâu. Nhưng mình trồng cây lan này bằng vỏ thông, bằng than hoa, bằng những cái thứ nó rất là khô. Nên khi các bác mà tưới nước vào ấy, nó không đủ ấy. Mình nhìn trên này nó ẩm như này ấy, nhưng bới ra dưới này, đấy, mọi người sẽ bới ra dưới này nó sẽ rất là khô. Và các bác nhìn cái vỏ thông nó sẽ không được đủ ướt. Như vậy là không được. Khi mà một chậu lan mà các bác muốn tưới nó đảm bảo cái độ ẩm thì các bác sẽ phải tưới thật là đẫm, thật là lâu thì nó mới đủ ẩm. Nếu như các bác có một vài giò lan để mà chơi mà muốn là nó đủ ẩm, đủ nước thì các bác sẽ phải thường xuyên là 2-3 ngày mọi người hãy cho cái chậu lan của mình vào một cái chậu nước. Sau đó là mọi người ngâm cái chậu lan mình vào cái chậu nước đấy thôi. Ngâm chậu nước không cần phải là phân bón gì đâu. Để cho cái vỏ thông và cái than hoa nó ngấm cái nước đấy vào thì nó mới đảm bảo nó giữ được cái lượng nước ở trong cái giá thể của mình. Còn khi mà các bác mà đạt chăm lan mà đảm bảo được những cái yếu tố đấy rồi thì cây lan của các bác phát triển sẽ rất là tốt. Mọi người mới trồng cây ấy, thì chỉ sợ thối thôi. Tưới nước là tưới dội và phát hoặc là tưới vèo phát một lúc là đã thôi rồi. Thì các bác ấy, cứ nghe em xem khi mà các bác tưới xong các bác bới này ra, bới cái giá thể chậu lan ra, nhìn bên dưới nó còn không nguyên. Đấy, như thế là không có đủ ẩm. Khi mà mọi người bới này ra này, cầm cái vỏ thông lên này, thấy cái các cái vỏ thông nó ướt không đều, tức là chỗ ướt chỗ không, như thế là chưa đủ ẩm cho cái chậu lan của mình. Như thế là mọi người sẽ phải tưới lại, tưới thêm. Còn đôi khi mình ít chậu lan ấy, mình tưới cái chỗ mình chơi ấy, nó cũng không đủ đảm bảo được cái độ ẩm cho cái cây lan của mình ấy. Thì các bác hãy cứ nghe theo em, đó là mình ngâm cái chậu lan vào cây chậu nước, sau đó là mình treo lên, mình ngâm cứ khoảng nửa tiếng, không có ảnh hưởng gì cả. Thì cái vỏ thông và hoặc là cái than hoa nó mới đủ ngấm vào trong cái vỏ thông đấy thì nó mới đủ nước cho cái cây lan. Thì mọi người lưu ý là nước, nắng và gió, ba yếu tố sẽ quyết định được cái sự phát triển to bé của cây lan. Còn về phân bón ấy thì các bác có thể nghe người ta nói bất cứ một cái loại phân bón nào người ta quảng cáo thì nó trên trời lắm. Nào là phân nọ, phân kia thì bón cây lan của mình nó sẽ to vật vã. Thực ra cái đấy nó chỉ gọi là tác động thêm thôi, chứ còn đâu là yếu tố môi trường nó vẫn quyết định đến 90% là cây lan của các bác có đạt được cái số đo to hay không. Khi mà mọi người sẽ không làm đủ các cái yếu tố đấy thì không bao giờ cây lan của các bác to được. Nên khi mà các bác mà chơi lan ấy, mà để vào chỗ nó mát quá thì mọi người sẽ thấy là cái cây lan của mình sẽ rất là nhỏ, rất là dài. Đến tầm này đã cảm nhận thấy nó rất là nhỏ, rất là dài rồi. Đấy là cái video của em ngày hôm nay, nó là vậy thôi. Đây là cái lô đôi mắt Pleiku, 5 cái trắng đôi mắt Pleiku em mới lấy này mọi người này. Lấy ủ mưu. Bên này lấy được mấy cây kỳ hồng phù hoa. Đấy, mới lấy những cái kỳ Vĩnh Khang. Em mới tăng cường là tưới Nha Đam và B1 thì bắt đầu những cái bộ rễ mới bắt đầu ra rất là khỏe mạnh như này. Mình cứ chịu khó mình tưới thôi thì nó sẽ ra được nhiều rễ. Ra nhiều rễ thì cây của mình sẽ phát triển khỏe mạnh thôi.
muốn cây phát triển khỏe mạnh thì bộ rễ phải to, à phải nhiều. Cứ nhiều rễ thì cây sẽ phát triển rất là khỏe mạnh, nó mới kháng được nhiều các cái loại bệnh. Lúc đấy cây các bác sẽ khỏe mạnh luôn. Em thì tại sao em chăm những cái kỳ nó, các bác theo dõi video của em từ năm ngoái đến nay, tại sao em chăm những cái kỳ nó to nó dài như vậy, là vì lý do là rễ nó khỏe. Những cái kỳ mọi người nhìn này, nó ra đợt rễ này, đợt rễ thứ hai em còn cho nó ra một đợt rễ nữa vào cái đầu mùa mưa nhé, sẽ có một đợt rễ mưa nữa. Trừ những cây nào lì quá nó không ra rễ thì mình phải chịu thôi. Cái cây nó cũng như người mình nhé, có người hấp thu được, có người không hấp thu được. Người không hấp thu được thì nó sẽ lì, nó sẽ rất là lâu. Những cái kỳ thảo chi, kỳ nhà em ươm dài đườn này, những cái bộ rễ mới này mọi người này. Đấy. Nói chung là nó bắt đầu đang ra một cái loạt rễ mới. Đấy, mọi người nhìn chưa? Rồi, video của em vậy thôi. Bác nào chưa hiểu vấn đề gì cứ để lại cái bình luận ở phía bên dưới, em sẽ trả lời nhé. Chúc cô chú chị có buổi tối vui vẻ.